là đàn ông, không có quyền nghèo. Các bạn cùng nghe những câu nói này để cố gắng hơn mỗi ngày nhé. Xét trên phương diện vật chất, phụ nữ rồi chỉ có hai mẫu đàn ông lý tưởng cho cuộc đời mình. Thứ nhất, đàn ông giàu. Thứ hai, đàn ông sẽ giàu vì họ có ý chí, khát khao và dám dấn thân để làm được. Cuộc đời này vốn là thế, nó không ban hạnh phúc cho người nghèo, đặc biệt là đàn ông nghèo. Đã qua rồi cái thời một túp liều tranh hai quả tim vàng. Nếu nghèo về tiền bạc, vật chất thì có thể thay đổi được, nhưng khi đã là kẻ nghèo cả ước mơ, nghèo khát vọng thì chỉ là kẻ vứt đi. Cuộc đời bây giờ rất thực tế, bây giờ mỗi ngày mở mắt ra là cả đống thứ cần tiền để trả. Tình yêu chẳng thể trả được hóa đơn, sự lãng mạn sẽ không khiến con người no bụng được, và hạnh phúc chỉ đến với những người có đủ điều kiện để hưởng thụ được cả cuộc sống tình cảm lẫn vật chất. Một người đàn ông muốn thoát nghèo, khó không? Cực khó, mỗi ngày là một cuộc chiến để bản thân phải tốt hơn hôm qua. Muốn trở thành giàu có, khó hơn gấp bội, phải luôn trông tư thế sẵn sàng, chấp nhận cả những thử thách và nắm bắt các cơ hội trong cuộc sống. Và đôi khi, để đạt được sự giàu có mà vẫn giữ được chính mình, sự tự trọng lại là việc càng khó. Bởi đó là khi ta phải biết cách hòa hợp giữa tốt và xấu, không tổn hại đến lương tâm, đạo đức, nhưng vẫn phải đạt được mục đích. Muốn vượt qua cái nghèo khó, chắc chắn chúng ta cần lao tâm khổ tứ, cần nỗ lực hết mình mới mong đạt được ước mơ hoài bão. Bởi trên đời không ai cho không ai cái gì, cũng không thể cứ ngồi đấy chẳng làm gì mà mong giàu có được. Nếu muốn vượt nghèo thì hãy cật lực làm việc đi. Nếu chưa có công việc ổn định thì hãy tìm một công việc ổn định. Nếu có công việc ổn định rồi thì hãy cố gắng phát triển nó. Nếu muốn tăng thu nhập hãy tạo thêm những nguồn thu khác. Hãy học hỏi không ngừng để nâng cấp bản thân, để có tiền, lo cho chính mình và những người thân yêu quý của mình. Sẽ không ai trên thế giới này có thể làm việc đó thay bạn được. Là đàn ông thì không có quyền nghèo, nếu không giàu, ít nhất cũng phải là người đàn ông sẽ giàu.